Tết đến xuân về, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều mang cho mình nỗi nhớ quê hương, nhớ không khí sum họp gia đình. Tết Nguyên đán năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều người Việt tại Nga cũng không thể hồi hương. Có cái Tết vẫn đến với từng gia đình nhỏ, dù không đủ đầy như là ở quê hương, nhưng cũng có ý nghĩa lớn trong việc gìn giữ truyền thống văn hóa Việt ở nước ngoài. Mỗi năm vào dịp này, gia đình anh Viết, chị Luisa luôn đưa các con nhỏ về Việt Nam để đón Tết cùng với ông bà nội ở Hà Tĩnh. Nhưng năm nay, mọi dự định đều thay đổi. 17 năm sinh sống ở Moscow, 11 năm làm rể nước Nga. Với anh Viết, những chuyến về quê ăn Tết là cuộc trở về với cội nguồn của các con, của chính bản thân mình. Thời gian này của tâm mình đã là đoàn tụ với gia đình ở nhà thôi. Nhưng mà vì cái dịch bệnh cho nên là gia đình mình gia đình cũng không thể là không đoàn viên được như mọi năm. Mình cố gắng tạo cái không khí gia đình mình bên này. Vợ anh Viết, chị Luisa mang trong mình hai dòng máu Nga, Uzbekistan, thuần thục với các món ăn truyền thống của quê chồng. Những bữa cơm hàng ngày của cả gia đình với bốn thế hệ, có bà ngoại và mẹ chị, chủ yếu là các món ăn Việt Nam. Ngày Tết, trong nhà chẳng thể thiếu nem, dưa góp, xôi gấc và cả bánh chưng. Trước đây khi sống gần các anh chị em, mình nhìn và học, và còn được học rất nhiều từ mẹ chồng. Mỗi lần về Việt Nam đều nhìn mẹ làm. Mình thích Tết Việt, thích văn hóa Việt Nam, thích tất cả những gì thuộc về nó, đặc biệt thì sự gần gũi ấm cúng của gia đình. Tết Việt ở Moscow năm nay khác hẳn với mọi năm, khi các gia đình giãn cách. Không khí Tết quê hương chỉ còn lại trong mỗi nếp nhà. Nhiều năm xa quê, hơn ai hết, anh Viết hiểu có những điều tưởng như đơn giản, nhưng tạo nên giá trị tinh thần lớn lao trong mỗi đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Em muốn được duy trì được những truyền thống văn hóa của gia đình, truyền thống văn hóa của Việt Nam để làm sao mà thẩm thấu vào cái con người của những đứa con. Cái việc đấy mình cũng thể làm một ngày được, một ngày đối được, thậm chí là mình một năm, hai năm cũng làm được, mình phải làm lâu dài. Khi mà các cháu mà có được những truyền thống của gia đình, truyền thống của đất nước mà có trong con người mình thì sẽ không bị mất gốc. Giữ Tết Việt, giữ tiếng Việt là giữ gìn văn hóa Việt Nam. Trong gia đình đa văn hóa của vợ chồng anh Viết, chị Luisa, mỗi tuần vẫn có những giờ học tiếng Việt cho các con. Mỗi ngày vẫn có những bữa cơm ấm áp mang hương vị Việt. Và có một cái Tết với nỗi nhớ quê hương giữa mùa đông giá lạnh của nước Nga.